Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trong video ngày hôm trước, Ngọc Gia Ban đã có giới thiệu chia sẻ cho các bạn về cái video vệ sinh cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản Furiyoki AS970 bản màu trắng cho anh Điểu ở trên Kim Động. Và ngày hôm nay thì tiếp tục cuộc hành trình vệ sinh bảo dưỡng những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản. Ngọc Gia Ban cùng với anh em nhân viên bên kỹ thuật tiếp tục có mặt tại nhà chú Tuyến ở Thổ Sĩ, Tiên Nữ, Hưng Yên để có thể là vệ sinh cho chú chiếc ghế Furiyoki SKS6900. Và chia sẻ thêm một chút thì chú Tuyến là một trong những khách hàng rất là thân quen với Ngọc Gia Ban, không chỉ là ủng hộ Ngọc Gia Ban chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản, bên cạnh đó chú còn sử dụng rất nhiều sản phẩm nội địa Nhật Bản tại Ngọc Gia Ban như các đồ gia dụng, dao, kéo, nồi cơm, tủ lạnh và máy giặt. Thì sau một cái quá trình thời gian chú sử dụng được chiếc SKS6900 và nay đã đến lịch bảo dưỡng, thì Ngọc Gia Ban cùng với anh em nhân viên bên kỹ thuật cũng đã sắp xếp lịch để đến kịp thời cũng như là đúng hẹn vệ sinh cho chú cái chiếc ghế SKS6900 để kiểm tra cho chú về cái thông số kỹ thuật động cơ của những cái chiếc ghế cũng như cái quá trình vệ sinh bảo dưỡng những cái bộ phận nó bị ảnh hưởng và sai về cái thông số kỹ thuật. Và sau cái quá trình mà nhìn cái chiếc ghế chú sử dụng, Ngọc Gia Ban cảm thấy rất là vui cũng như là rất là hạnh phúc khi mà cái chiếc ghế chú giữ rất là cẩn thận cũng như là chú để trong phòng tránh rất là nhiều bụi bặm. Vì vậy là cái công việc vệ sinh cũng như là chỉnh về cái kỹ thuật thông số của chiếc ghế cũng không quá là nhiều, chủ yếu là tra lớp dầu, lớp mỡ và kiểm tra về cái thanh hành trình để chú sử dụng đảm bảo và yên tâm hơn. Bên cạnh đó thì không chỉ là về vệ sinh những cái bộ động cơ mà Ngọc Gia Ban còn vệ sinh những cái kẽ ngóc ngách ở cái phần ngoại hình bên ngoài để đảm bảo cho chú về cái phần ngoại hình của chiếc ghế cũng như là vệ sinh trong cái quá trình mà chú sử dụng chiếc ghế được đảm bảo và an toàn hơn. Và nếu như các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cho mình hay là dành tặng cho người thân những cái mẫu ghế massage nội địa Nhật Bản cũng như là muốn bảo hành vệ sinh bảo dưỡng những cái chiếc ghế, hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại bảo hành 0971233066. Ngọc Gia Ban sẽ sắp xếp lịch cũng như là đến để bảo hành bảo dưỡng cho các bạn những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.